Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại Quân Béo Mô Tô Vlog. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái gọi là cái đèn Noel ăn Tết. Đấy. Tắt đèn đi cháu. Xui, rất nhiều đèn. Haza đấy nhá, mình đang bật Haza đấy. Còn chế độ bình thường nó chạy này. Haza 4 xi nhan này. Anh em qua xem cùng Lancaster này. Đấy. Đi xe chạy xi nhan Speedy Beat là 17. Ok. Lên đèn đi cháu. Hôm nay chúng sẽ review con Exciter 150 độ rất là nhiều và độ rất nhiều lần. Ok anh em. Anh em. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc Yamaha Exciter 150 của bạn Linh. Đây là bản PT chuyên cung cấp về đồ thiết bị về vật liệu tập gym này, tay cầm đồ tập gym này, cộng với bạn là một PT, cộng với là vận động viên gym chuyên nghiệp nha anh em nhá, không phải nghiệp dư như mình đâu. Và bạn ấy là của bên câu lạc bộ gym Thăng Long ở bên Sóc Sơn đúng không em, gần Keng Mô Tô. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em chiếc Exciter của Linh. Nếu anh em nào ở bên Sóc Sơn thì bên cầu Nhật Tân thì Đông sẽ Anh, biết Đông Anh ở bên cầu Nhật Tân thì sẽ biết đến chiếc Exciter này. Nó rất là nổi, xe đi tông màu tem zin, màu trắng đen và lên rất nhiều đồ chơi màu trắng, nhấn một tí đồ chơi màu đỏ và màu vàng. Đấy, chiếc xe này hôm nay mình sẽ review cho anh em nhé. Trước tiên là đi từ đầu xe đi. Đầu xe thì như các bạn thấy, đây là cái Audi A11. Cái này thì mình hoàn toàn có thể tăng chỉnh được các cái chế độ chạy, đề mi rồi rất là nhiều thứ liên quan đến cái hệ thống đèn LED này. Mình hoàn toàn có thể căn chỉnh được nhá. Vào phần mềm Apple như mình của iPhone là Apple A11, thì con của anh em là CH Play. Nếu mà anh em dùng Android thì anh em có thể thay đổi được cái tông màu đèn đề mi, tất cả các thứ của con này. Con này gọi là đề mi lưới. Thì cái đề mi lưới này chúng ta lại tháo cái đề mi cũ của các bạn ra, thay cái đề mi mới vào luôn. Nó sẽ không còn là cái mạch LED ở trên trong này nữa, mà nó nguyên cả một cụm luôn. Đấy, đây là đề mi lưới A11. Và tiếp theo là anh em biết rồi, những chiếc Exciter 150 huyền thoại thì là một thời là không tặng con nào. Đèn Zipass 2 tầng. Đấy, con này là đèn Zipass 2 tầng. Một thời cực kỳ hot luôn, đèn Zipass 2 tầng. Nhưng bây giờ anh em chơi Hella, anh em chơi đầu X219 nhiều, nhưng con này vẫn là một trong những huyền thoại. Đây này, hai sản phẩm chính hãng thì luôn luôn có tem mác dán ở mép nha anh em nhá. Đấy, luôn có tem dán ở cái mép đèn này, nhưng bây giờ mình đã lắp lên rồi. Đấy. Và tiếp theo nữa, như mình thấy là cái gì nổi bật ở trong cái đầu xe ngay từ đầu đây. Camera quay ra đây em. Là bộ logo Aspirate này, Uma Racing này, Quy Team này. Mình mở điện lên cho anh em này. Đấy. Cùm Line Master, chưa bao giờ làm cho anh em chơi xe thất vọng. Nó con này cực kỳ nhiều chức năng luôn, dành cho những anh em nào thích lên tắt đề mi này, tắt đề mi này, bật đề mi này, bật đèn này, đầy đủ chế độ trong một luôn. Đấy, cực kỳ nhiều. Đấy, đây là cùm Line Master, công tắc on off, công tắc bật tắt đèn trợ sáng này, công tắc haza cảnh báo này, công tắc bật pha cốt này, công tắc passing này. Đấy, các bạn thấy không? Nó không thiếu một cái gì ở trong cái cùm Line Master này. Mình đánh giá là đây là một trong những cái cùm mà gọi là đầy đủ chức năng nhất cho một người đi xe mô tô, là kể cả anh em đi touring. Và đây các bạn thấy không, cái đèn trợ sáng này, chủ bạn ấy bật đây này, công tắc này là tắt bật đèn trợ sáng này, một quả treo toàn ten. Con này là treo vào ghi đông nhá, không phải bắt vào cái nhựa đen hay là bắt vào cái cùm ghi đông luôn nhá. Con này treo thẳng cùm toàn ten vào ghi đông. Đây mình nhấc cả lắc cả cái xe luôn này. Đấy các bạn thấy không, mình cầm mình lắc cả cái xe luôn. Đấy, và cái đèn nó không rung. Cái sợ nhất là anh em hay lắp vào cái cùm cái công tắc phanh này hay là cái nhựa đen này, chạy một thời gian nó xé tan luôn, mà chạy cái đèn nó cứ bị rung cực kỳ là khó chịu. Nhắc đến phanh thì chủ xe đang sử dụng là cùm phanh Racing Boy S1 bản 14mm. Đấy, bản 14mm màu đen luôn. Và tiếp theo nữa là cốc dầu, đây là đi kèm này. Đấy, bản 14 lên cho bản đời cũ, nó sẽ có khuyên hở ra đây một tí. Nếu là mình sẽ cắt cái này đi luôn, cắt bỏ cái này đi luôn, nó sẽ đẹp hơn. Đấy, nhưng mà chủ xe là không cắt nên là mình sẽ để nguyên. Đấy, tại sao phải đi bản 14? Để bạn đi đây.
thụt này là thụt SCK Racing đời đầu tiên nhá, từ thời rất lâu rồi, nhưng bản này bây giờ là ở trên thị trường nếu anh em nào còn ấy thì là chỉ còn bản tồn thôi, bởi vì là công ty đã dừng sản xuất và phân phối từ năm đầu năm 2020 rồi để ra con thụt X1R 2020 ấy. Đấy thì con này bạn ấy đang sử dụng là cái heo Adeline 4 pit. Đấy, đi đĩa size 300 thì cục canh này là cục canh là đưa xanh size đĩa 300. Còn nếu mà anh em đi đĩa 265 thì bỏ cục canh này đi, ăn vào đây là vừa khít luôn. Và cái vành này anh em thấy có lòng CNC đấy không? Vì là tại sao? Vì bạn ấy chơi vành ASIO reel. Đấy, con ASIO reel này thì bắt buộc là chúng ta sẽ phải chơi một cái lòng CNC này. Đấy, còn nếu mà không phải lòng CNC là bản ASIO. Đấy. Size vành của nó là trước 3.0, sau là 4.5. Thì con này đang đi cái đĩa 300 của X1R Chrome. Thì chúng ta hãy quay trở lại cái đĩa, cái vành 4.5. Đấy, cái vành sau là vành 4.5 và chủ xe đi size là size lốp 140. Con gai này con rất giống Michelin Road 5 đúng không? Nhưng nó là con gì? Con Michelin Philosopher Chip 2. Cái bản 2 thì là cao su nó sẽ mềm hơn so với bản 1, cộng với là cái khả năng ăn đinh nó sẽ ít đi. Đấy, con này là 8 đường cực kỳ tốt luôn. Con Philosopher Chip này thay đổi cái công nghệ cao su này cực kỳ là ok. Và các bạn thấy là cái vành 4.5, cái độ rộng vành 4.5 nó đi size 140 cực kỳ là đẹp luôn. Đấy. Ui. Đây mình mở điện cho anh em xem này. Ông này quá thành là kiểu rất thích chơi đèn đúng không em trai? Cực kỳ thích chơi đèn luôn. Đấy. Chạy đây đang Haza. Đấy, Haza này. Đấy, cái này lúc nãy là cái đề mi nhá các bạn nhá. Đây là mình gạt xi nhan này. Đấy, gạt xi nhan chạy này. Đề mi này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy. Haza này. Đây là con này là con Audi. Con đèn hậu Audi A11. Con này thì lại là không phải kèo thơm cho anh em Exciter, kèo thơm cho anh em R3. R3 và R3 2020. Nó vì là tại sao đèn zin của một con R3 nó rất đắt, tận 2 triệu mấy, và một con đèn độ này chỉ có 1 triệu. Đấy, lắp cho anh em Exciter và R3 chuẩn luôn. Con này lên cực kỳ đẹp và sang xịn mịn là đây. Thì trở lại với cái vành, vành này vành size vành này của nó 4.5, nó hơn so với cái con vành zin của bạn là 1 chấm tương đương với 2.75 thì vậy, 2.75 cm. Đấy, đo ra anh em có thể search Google 1.0 inch bằng bao nhiêu, 1.0 độ rộng. Thì con này là size vành 4.5, đi lốp 140 nở to, rất là to, nhìn cái đít rất là khủng hoảng đúng không? Và để mà đi một cái vành to với một cái lốp lớn thì anh em nghe mình, hãy như Linh Jim lên cho mình cái càng kiểu phân khối lớn. Đấy. Bạn ấy sẽ sử dụng là càng phân khối lớn này thì nó có càng kiểu này là càng R6 này. Càng này nó có rất là nhiều màu, màu đen, màu bạc, màu vàng, màu cam. Nhưng bạn ấy sử dụng là một cái càng màu trắng để nó hợp cho với tổng thể của chiếc xe. Đấy, anh em thấy không? Và đây là cái khi mà lên cái bản vành là 4.5 cộng với là lốp lớn rồi thì bạn ấy thay cái nhông, là mình thay cho bạn ấy là nhông 1414. Đấy, cái nhông bản lớn 1414 của X1R kèm với xích DID VX. Thì xích DID VX thì mình chắc không phải giới thiệu nữa, vì là nó chính là cái xích TEPIC nhưng mà bản thương mại của DID. Và cái bộ số gẩy như các bạn thấy, đây là bộ số gẩy mới Sokozo. Đấy, bộ số gẩy solo nha anh em nhá. Bắt theo giống X1R này, giống Maybe 5 này, giống rất là nhiều các dòng xe. Khi ngồi cái này ấy thì dáng của nó ngồi sẽ kiểu sport hơn, nó rất là đẹp. Ngồi nó rất là đẹp, nó co lên. Thì cái số gầy solo này với mình thì mình đã từng, anh em thấy mình lên Exciter 150 rồi, 155 mình cũng muốn lên. Nhưng mà vì là con 155 mình đang đi chơi bài bánh bé, mình chưa lên cái bộ số gầy này. Sau đấy là mình sẽ lên bộ số gầy. Đấy. Thì bộ số gầy này gầy cũng rất là nhẹ. Đấy. Và tiếp theo là đây là có cái mà ít anh em chơi này. Đấy, khi mà lên số gầy rồi thì lại rất ít các bạn thay cái mang cá. Mình khuyên anh em, nếu anh em lên số gầy solo rồi, đi thêm cho mình một bộ mang cá kèm cùng màu, nó cực kỳ là hợp lý luôn. Đấy, con mang cá này là mang cá Mutaru nhá. Đấy, mang cá Mutaru. Đấy, khi mà lắp cái bộ số gầy solo rồi thì có thêm điều nữa anh em lưu ý, là anh em phải lắp cho mình một cái pad đưa ra. Bởi vì tại sao, thì cái số gầy solo nó sẽ ăn vào cái chân pad zin, nó sẽ không bắt được các chân zin. Đây là vị trí bắt các chân zin của các bạn này. Đấy, thì mình phải đưa ra. Thì pad này là pad nhôm CNC nhá. Pad nhôm CNC để đưa các chân ra sau. Đấy. Wow. Bình dầu. Đấy. Anh em thấy không? Con Nitron này là 24 cụ nhá. Hai bình dầu rời luôn, 24 cụ. Đấy là con Nitron hàng real. Mình không biết, nhưng con này là hàng copy. Con này bảo hành 1 năm luôn, sản phẩm bán cực kỳ là chạy trên thị trường năm vừa rồi.
dành cho anh em Exciter. Đấy, nó là hai bình dầu. Đây là một bình dầu này và đây là bình trợ dầu. Cái bình trợ dầu thêm này nữa thì anh em để ý là Olin cũng có này. Và Nitron cũng có. Đấy, anh em nhìn Nitron mình bán đầy luôn. Nhiều lắm, Racing Boy nữa cả Nitron. Là Nitron nữa, nó rất được anh em ưa chuộng. Thì tại sao con này được ưa chuộng? Vì thứ nhất là nó sang xịn mịn giống kiểu Nitron xịn. Cộng với thứ hai là cái chế độ bảo hành rất là tốt, bảo hành 1 năm cho sản phẩm đổi mới luôn. Nhà máy người ta chơi thế tội gì mình không chơi, kèo quá ngon luôn, ngon bổ rẻ. Đấy. Và anh em sang đây. Các bạn thấy không? Đây là bộ số gầy Sioco nhá, mình không nói lại nữa. Anh em thấy quả heo nằm dọc này hay không? Quá đỉnh luôn. Rất ít anh em sẽ chơi con heo Adeline 4 pit sau này. Nhưng con này bóp cực nhạy phanh luôn. Đấy, bóp cực nhạy phanh luôn. Đấy, Adeline 4 pit kèm pass CNC luôn. Lắp đặt như zin nha anh em nhá, không cần độ chế gì, tháo ra lắp vào luôn. Và con này các bạn để ý là nó bóng hơn rất nhiều so với con trước đúng không? Anh em tua lại đi. Con đằng trước nó màu vàng, nó không bóng được như này. Con này là Adeline. Bản lại là bản gì? Bản Racing. Bản Racing thì nó khác nhau là gì? Nhận biết ban đầu ngay ở bên ngoài là gì? Là nó bóng hơn so với bản thường. Và cái má phanh của nó là má Ceramic. Má Ceramic nhá, rất lâu mòn. Cái công nghệ Ceramic thì Olin cũng có. À quên, Brembo, má Brembo cũng có luôn. Và chờ tiếp tục thêm về nữa. Ở cái thân xe thì các mình thấy là gì? Khi mà bạn lên số 7 solo nó lộ toàn bộ cái cổ bồ titan này ra. Anh em có biết không? Lộ toàn bộ cái cổ titan này ra. Nhưng mà cổ này là mối hàn mà mối hàn tay. Cổ này không phải lắp nhà anh đúng không? Đúng không? Vì là nhà anh là không có mối hàn tay này. Đấy. Đây là cái cổ titanium mà như là không có bầu anh em ạ. Cổ tăng luôn. Anh em đi cổ tăng luôn. Đấy. Ở đây, mình sẽ cho anh em xem cái sự so sánh của cổ titanium. Đây, cao đeo đây. Đây, mình bốc một con cổ tăng nhá. Đây, con này cho gần đỡ bị ấy. Đây là cái cổ tăng của nhà mình. Đấy, mình sẽ nhờ cu cháu nó bóc ra. Cháu, phụ chú cái. Đây là cổ tăng của nhà mình. Cổ tăng thì nó sẽ khác cái cổ có bầu như là gì. Nó sẽ không có cái cục bầu à. Đấy, các bạn thấy không? Cục bầu rất là to à. Nhưng mà có bầu thì tiếng nó sẽ trầm hơn. Còn cái cổ tăng thì nó sẽ âm nó sẽ ra thẳng hơn, lực hơn, mạnh hơn. Nhưng mà hơi nó sẽ thoát hơn. Đấy. Cháu bóc cái kia đi, cháu bóc cái này. Và đây, để mình đặt lên cho anh em xem. Đấy. Các bạn thấy không? Đây là một cổ tăng của con Yamaha R15V3. Đấy, tai nó khác này. Đấy. Đưa chú. Đây, các bạn nhìn thấy không? Thấy sự khác nhau chưa? Đấy, mối hàn này. Đấy, đặt mối hàn đây cho rõ này. Đấy, các bạn thấy không? Và đây là đoạn đầu cổ nhá. Tiếp theo nữa, mình sẽ cho anh em xem đoạn thân. Khi mà lắp lên ấy, tất cả nó các bạn thấy không? Ngay cả cái mô này cũng thế, nó đều có là cái đai thít để làm gì? Nó thít hai đoạn nối này lại với nhau. Để làm gì? Để cái dòng hơi ta đi luôn thẳng này. Đi luôn thẳng thì hơi nó sẽ không thỏa ra. Nhưng mà nếu mà không có cái đai thít vào thì nó sẽ bị cảm giác nó đi bị lắc khó chịu ấy. Đấy. Thường nó đút vào nó sẽ rất là nặng tay, nó sẽ là khít. Để cho nó không bị hở cái dòng hơi ra thì dòng hơi chúng ta đi thẳng được này, đi thẳng ra đây, thiệp đây, đấy, lên nó sẽ như thế này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, điểm khác nhau này, như mình nhìn phát là mình biết này. Đấy, mối hàn các bạn thấy không? Mối hàn này, đây mình đặt hai mối hàn với nhau này, camera focus lại kỹ vào mối hàn trước của cổ tăng nhà mình. Đấy, và tiếp theo là focus vào mối hàn cổ tăng này. Đấy rồi, ok, xong đấy cổ. Nhưng mà anh em nhìn thấy không? Khi một con xe tổng thể lên một con xe kiểm của Exciter mà lên cái cổ này nổi, rất nổi luôn nhờ. Đây là bia kèm mực đây. Điểm nhấn là cái cổ titan và cái lốc nổi trong suốt. Kèm thêm là cái logo Yamaha. Mình tặng. Cái công tắc này của Linh là làm gì đấy, bỏ rồi em? Bỏ. Ôi dồi ôi. Đấy, logo. Thực ra ấy, đây này, camera lên đây cho anh. Đây, logo, cái chỗ này là công tắc là bỏ. Chính ra cái logo đấy là nó sẽ phải dán ở đây. Nó sẽ không dán ở đấy. Rồi, ok. Quá là đơn giản luôn. Thì như cái đấy nhà anh sẵn. Từ từ, phải đậy ra đã. À? Phải cậy cái này ra thì mới dán được chứ. Phải tức là muộn rồi. Bạn này được cái đấy. Yêu xe như yêu vợ. Nhưng mà không sợ xe bằng sợ vợ. Tặng em. Về anh bảo nhá, anh chỉ đo đi anh. Về em cậy cái này đi, em bỏ đi, vứt đi. Xong rồi em dán cái này vào lên cho anh. Đấy, okay. Nó lại gọi là đỉnh cao luôn. Đấy. Hợp lý. Lại tặng khách.
Ok anh em. Anh em mà ở khu Đông Anh gần Kia Moto muốn có nhu cầu mà gym PT online thì có thể gặp Linh, và mình sẽ đính cái đường link Facebook của Linh ở dưới. Linh cũng hay quay TikTok đúng không? Anh em ủng hộ TikTok Linh nhá. Ok anh em. ID TikTok của em là gì nhỉ? Tìm kiếm Steven Linh 1. Steven Linh đúng không? Ok anh em nhá. Hẹn gặp lại anh em tại vlog sau.